Chào các bạn quay lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì là ngày làm việc cuối cùng của mình trong năm 2021 các bạn. Cho nên là bây giờ khá là thảnh thơi. Ở bên Nhật á thì họ ăn Tết theo Tết Dương các bạn. Cho nên là từ ngày mai là mình có một cái kỳ nghỉ lễ dài tới ngày 4 tháng 1 thì mình mới quay lại công việc. Rảnh cho nên lại làm video quay cả Phượng Hoàng Hoang Dã cho các bạn xem chơi. Thì chắc là rất là nhiều bạn biết tới kênh của mình là do cũng có chung đam mê về dòng cả Phượng Hoàng Hoang Dã Abastorama đúng không các bạn? Tại các bạn thấy là kênh của mình thì mình up nhiều video về cả Phượng Hoàng Hoang Dã Abastorama lắm. Đơn giản là tại vì mình rất là nghiện cái dòng cá này các bạn. Trong video này mình sẽ tâm sự với các bạn là cái dòng cá Phượng Hoàng Hoang Dã Abastorama nào mà đã đưa mình đến với cái con đường nghiện ngập này nha các bạn. Đó chính là cái dòng cá mà các bạn đang nhìn thấy trên video á. Chắc là nhiều bạn không còn xa lạ với dòng này đâu, tại Việt Nam bây giờ dòng này cũng rất là phổ biến rồi. Đó là Abastorama Chafasciata các bạn. Đây chính là cái dòng đầu tiên mà khi mà mình nhìn thấy mình đã cực kỳ ấn tượng với Abastorama. Rồi từ đó mình tìm hiểu và bắt đầu lún sâu vào. Cho tới bây giờ mình đang nuôi rất là nhiều dòng Abastorama các bạn. Thì tâm sự một chút với các bạn là vì sao mình biết đến dòng cá này. Thì hồi ở Việt Nam mình cũng có nuôi cá cảnh rồi các bạn. Hồi đó thì giống như tất cả mọi người á, mình nuôi guppy nè, cá bảy màu á, rồi thần tiên, neon, cá thủy sinh á, rồi cá vàng, cá ba đuôi nữa các bạn. Nhưng mà hồi đó thì mình hoàn toàn không có biết tới Abastorama. Hồi mình qua Nhật á thì mình mới bắt đầu lân la tới những cái shop cá cảnh ở bên này để mình tìm hiểu xem bên này thì họ có những cái con cá cảnh gì các bạn, để mình set up thử một vài bể mình nuôi. Thì lúc đó mình mới lần đầu tiên mình nhìn thấy Chafasciata ở trong tiệm cá cảnh ở Nhật. Lúc đó là mình rất là bất ngờ luôn các bạn. Tại cái tiệm đấy á, cái tiệm đó chính là cái tiệm mà Awatailor. Nếu mà bạn nào có coi kênh YouTube của mình thì mình đã từng giới thiệu về Awatailor, là một cái tiệm cá cảnh rất là lớn ở Osaka. Giờ các bạn search video sẽ ra á. Thì lần đó mình ra Awatailor mình chơi thì là lần đầu tiên mình nhìn thấy cá Phượng Hoàng Hoang Dã Abastorama các bạn. Và cái con đầu tiên mình nhìn thấy chính là cái con Chafasciata này các bạn. Lúc đó thì cảm xúc của mình là vô cùng ấn tượng các bạn. Tại vì hồi ở Việt Nam mình chưa từng thấy cái dòng cá nhỏ nào mà nó ngầu mà nó đẹp như vậy các bạn. Betta thì mình cũng từng thấy rồi, ở Việt Nam mình Betta thì nhiều. Còn Abastorama thì hồi đó ở Việt Nam là hoàn toàn chưa có thấy. Nên lần đầu tiên mình thấy là mình thích lắm. Thì lúc đó mình mới hỏi nhân viên cửa hàng đây là dòng cá gì. Thì họ mới giải thích cho mình là Abastorama là dòng cá ngoại nhập từ Nam Mỹ các bạn. Thì tại vì mình ấn tượng quá cho nên từ đó mình mới về mình tìm kiếm trên các thông tin cần thiết trên Google các bạn, xem là mình có thể nuôi được cái dòng cá này không. Thì hồi đó lần đầu mà mình tìm kiếm thì nó rất là ít thông tin trên Google về cái dòng cá Phượng Hoàng Hoang Dã Abastorama này. Tại vì hầu như không có ai chia sẻ về dòng này hết. Tại ở Việt Nam mình hồi đó hiếm á các bạn. Cách đây tầm 3 năm á các bạn. Thì mình lên mạng tìm hiểu thì hầu như không có. Mình nhớ như in là chỉ có cái hồi đấy mình chỉ tìm ra một cái trang Việt Nam mà có đề cập tới, đó là trang Thiên Đường Cá Cảnh đó các bạn. Trang đấy là của ai thì mình cũng không có biết, nhưng mà mình đã đọc được rất là nhiều thông tin về Abastorama trên cái trang Thiên Đường Cá Cảnh đấy. Thì rất là cảm ơn bạn admin của trang Thiên Đường Cá Cảnh đã cho mình rất là nhiều thông tin về dòng Abastorama. Thì từ sau đấy á, mình mới tìm thêm các cái trang web, và đặc biệt là các trang web của Nhật các bạn. Thì người Nhật họ nuôi Abastorama từ rất là lâu rồi. Từ những năm 98 mấy đã có tài liệu về Abastorama rồi các bạn. Thì mình đọc được rất là nhiều thông tin trên các cái trang blog của các cái người chơi thủy sinh ở Nhật á. Từ đấy mình mạnh dạn mình chuyển ngay cặp đầu tiên. Cặp cá Abastorama đầu tiên mà mình mua chính là cặp Chafasciata này. Thì hồi mới đầu nuôi do ít kinh nghiệm á các bạn, cho nên cũng mất nhiều tiền ngu lắm các bạn. Nói chung là anh em chơi thủy sinh thì chắc ai cũng biết là thỉnh thoảng cũng phải trả học phí thì mới khôn lớn được các bạn. Nhưng mà thôi mình không nói ra ở đây, không thôi mắc câu anh em tụt mút nữa. Nhưng mà từ từ thì cũng vừa chơi vừa tích lũy học hỏi của người này người kia. Thì từ từ kiến thức mình tích lũy dần. Nên bây giờ thì tự tin là dòng Abastorama nào cũng nuôi được hết nha các bạn.
Đặc biệt nhớ nhất là cảm giác lần đầu tiên mà ép đẻ thành công cái cặp cha phát Seater của mình nữa các bạn. Hồi đó cảm giác nó đã gì đâu luôn á các bạn. Lần đầu tiên mình nuôi á, xong rồi mình còn nhớ là lúc đó mà mình thấy cái con mái nó vàng rực lên á, là đúng theo sách rồi mình đọc rồi. Hồi đấy mình nuôi theo sách vở mà, mình đọc trên mạng người Nhật họ viết là cái con mái khi vào mốt sinh sản là người nó vàng rực á. Thì lúc đó mình cứ mong là cái con mái cho phát xe tơ mình làm sao để cho nó đẻ. Thì cuối cùng mình nhớ đâu đó mình nuôi được khoảng một tháng á các bạn. Thì tự nhiên thấy con mái nó cứ chui vào trong cái ổ đẻ. Hồi đó mình đặt cái lọ hoa á, để nó vào trong đấy nó cứ chui ra chui vô á. Thì mình đoán là nó sắp đẻ rồi. Hồi đó cảm giác đã lắm các bạn. Tại mình nuôi một cái dòng cá mới mà lần đầu tiên ép đẻ thành công, giống như kiểu mình chinh phục được một cái gì đó. Cảm giác nó phê lắm các bạn. Nhưng mà sau mấy năm nuôi cha phát Seater thì mình đánh giá cha phát Seater là dòng Abastorama rất là dễ nuôi nha các bạn. Mình có nói trong nhiều video rồi á. Cho nên bạn nào mà mới chơi Abastorama thì cứ mạnh dạn chọn cha phát Seater, nó dễ nuôi lắm các bạn. Thậm chí dễ nuôi hơn phượng hoàng ngũ sắc đồ luôn á các bạn. Hoàng ngũ sắc đồ nuôi nó dễ đột tử lắm. Còn cha phát Seater thì nó khỏe các bạn. Nhiều khi pH 7.0 rồi nó vẫn lên màu rồi đẹp. Chỉ có điều bạn nào mà muốn ép đẻ thì nên chú ý hạ pH thấp chút cho cá con rồi nó khỏe mạnh, cá nó lên màu đẹp. Còn đây là mình quay cho các bạn coi đàn F2 nhà mình các bạn. F2 các bạn, tức là từ cái cặp wheel đầu tiên mình mua rồi nó đẻ ra cặp F1 rồi, giờ tới nó tới thế hệ F2 rồi các bạn. Các bạn có thể thấy là tuy là F2 nhưng mà vẫn rất là xuất sắc đúng không các bạn. Cái con, bạn nhìn con cá trống ở trong hình kìa. Thường á, trong một cái đàn mình nuôi á, sẽ có một hai cái con trống gì đó nó lớn rất là nhanh nha các bạn. Thì con này là một trong những cái con tiêu biểu xuất sắc đó. Thì nó lớn nhanh lắm các bạn, và nó trổ mã ra rất là đẹp. Còn cái đám còn lại thì các bạn nhìn đó, nó vẫn chưa trổ mã đâu gì hết. Nhưng mà riêng cái con trống này thì nó giống như cái con đầu đàn vậy á, nó lớn rất là nhanh và nó trổ mã rất là đẹp. Nhìn không khác gì con cá wheel đầu tiên mình mua hết các bạn. Cho nên là mình đã thử nghiệm là tới đời F2 cá nó vẫn đẹp nha các bạn. Bạn nào mà mới chơi thì cứ tự tin nuôi cha phát Seater. Mình thấy giá cả nó cũng phải chăng mà nuôi cũng dễ. Bạn nào mà nuôi khéo thì sau này từ một cái cặp cá thôi mà nó sinh sản ra rất là nhiều, dẫn đến là các bạn hết bể nuôi luôn các bạn, từ đó lại sinh ra đẻ thêm bể hết các bạn, lại hại thận. Thì như trong cái video này thì mình đang thả chung cha phát Seater với lại cá con của Mark Mastery Super Red các bạn. Đây là Mark Mastery Super Red này các bạn, tại mình cũng hết bể nuôi rồi các bạn. Thôi cái video này thì mình chỉ chia sẻ tâm sự một chút cuối năm vậy thôi các bạn. Chúc các bạn một năm mới thật là nhiều sức khỏe và vạn sự như ý nha.